Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm hiệp. Quyển 13 chương 7 Viên tướng sông sáo, hồi 1. Thiếu Lâm Tự sảng khoái định ra 3 người được chọn tam chiến, tất nhiên là có chuẩn bị, nhìn Linh Định khí định thần nhan, sớm chờ địch thủ để thi đấu. Người Nộ Thương thấy hòa thượng này rất tự mãn, muốn ra tay giáo huấn hắn, nhất thời đều xoa tay hầm hè. Lần này Sơn Trại Nộ Thương phục hưng, sớm đã kinh động anh hùng chính giáo. Trận chiến ở Trúc Gia Trang thậm chí còn khiến tứ đại gia tộc mặt xám mày cho, tính ra võ lâm tuy rộng lớn, cũng chỉ có Thiếu Lâm mới có thể chống lại. Trong trận chiến này, dù Thiếu Lâm đánh bại Nộ Thương hay Nộ Thương áp chế Thiếu Lâm, đều được coi là việc chấn động thiên hạ. Những người xem đều biết Nộ Thương tức khắc sẽ có cao thủ xuất trận, mọi người nghiền cổ mong chờ, đều muốn biết người được chọn cho trận chiến đầu tiên của Nộ Thương. Tần Trọng Hải thấy mọi người mài đao soàn soạt, cười to liền nói, Đông Pha, không chọc không độc, không độc không chọc, Thiếu Lâm hòa thượng quả nhiên lại chọc lại độc, lại độc lại chọc, thật sự lấy tính mạng của lão tử đánh cược. Các huynh đệ, ai nguyện tiến lên xung phong? Cho lão tử ăn viên thuốc an thần. Tiếng chưa tắt, tả hữu đều nhảy ra một người, đồng thanh hét lên, ta sẵn sàng. Mọi người thăm dò nhìn xem, chỉ thấy bên tay trái nam tử cao lớn uy vũ, tay cầm phương thiên họa kích, đúng là tiên phong năm xưa Tây Lương Lữ Bố Hàn Nghị. Bên phải người nọ thần thái trầm ổn, là Xà Hạc Song Hành Hách Chấn Tương mới nhập bọn gần đây. Hàn Nghị đập cắm cây phương thiên họa kích xuống mặt đất, chắp tay quát, Hàn mỗ thân bị chính giáo làm hại, mấy chục năm mơ màng hồ đồ, không thể vì huynh đệ xuất lực báo thù. Hôm nay trận chiến đầu tiên ở Thiếu Lâm, cầu xin mệnh lệnh của tướng quân, lập công đầu tiên cho Sơn Trại. Hàn Nghị đã từng lưu lạc giang hồ, giống như cái xác không hồn, định dùng trận chiến này để tạo dựng tên tuổi, xây dựng lại uy danh ngày xưa. Mọi người xem đều biết tâm tình của hắn, tự đều tán thành. Lý Thiết Sam và Hàn Nghị giao tình sâu sắc, càng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Thiết Sam đang muốn mở miệng tiến thỉnh, Hách Chấn Tương đã sải bước đi lên, nói lớn, Lữ Bố trong lòng tức giận, ta tuyệt đối không phải không biết, nhưng Hách mỗ năm xưa cũng là mệnh quan triều đình, bị gian thần tặc tử lăng nhục mưu hại, có tức giận không thể phát, có oan không thể báo, cũng là đầy bụng oán hận. Hôm nay chỉ mong tướng quân ra lệnh, để Hách mỗ huyết chiến Thiếu Lâm, để báo đại thù. Mọi người nghe hắn ngữ khí cương nghị, đầy ngập huyết chí báo thù, trong lòng đều rung động. Hách Chấn Tương võ công cao siêu, mấy năm qua đau khổ trong lòng nhẫn nhục, trước sau yên lặng vô danh, giờ phút này hắn muốn ra trận giết địch, Lục Cô Chiêm há có thể không che chở thêm. Năm đó thu nạp Hách Chấn Tương, thấy võ công của hắn không thua kém gì mình, chỉ vì vận làm quan vô dụng, vận mệnh mâu thuẫn mà rơi vào kết cục này. Lục Cô Chiêm giờ phút này đều có thành ý, chỉ mong Hách Chấn Tương có thể khai hỏa trận đầu vì Sơn Trại. Giải Thao và Thường Tuyết Hận có giao hảo tốt với Hách Chấn Tương, càng lớn tiếng khen hay. Hàn Hách đều có thế mạnh riêng để dựa vào, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không có ý định nhượng bộ. Tần Trọng Hải trong lòng thoáng tính toán, Lữ Bố kích pháp như thần, Sơn Trại ngày cũ dựa vào đại hào kiệt, xét về danh vọng võ công, không ở dưới Linh Định, nếu để hắn ra tay đối phó Linh Định, tất nhiên là thỏa đáng nhưng Hách Chấn Tương võ nghệ cao cường. Từng giữ chức thương bổng tổng giáo đầu Cẩm Y Vệ, danh tiếng giang hồ cũng không kém hơn Hàn Nghị. Mình nếu để hắn vô cớ rút lui, không khỏi đắc tội quần hùng song long trải. Tần Trọng Hải không muốn đắc tội bất luận bên nào, liền cười lớn ném củ khoai nóng sang Thanh Y Tú Sĩ. Hai vị lão sư cùng nguyện ra trận, nên làm như thế nào cho phải? Thanh Y Tú Sĩ cười nói, Hàn huynh đệ cùng Hách giáo đầu hai người võ công cao minh, ai cũng có sở trường riêng. Mặc kệ ai xuất trận tỉ thí, đều là giống nhau. Người này không thẹn là quân sư mưu sĩ, trong nháy mắt lại đem khoai lang ném trở về. Tần Trọng Hải ho khan vài tiếng, tâm niệm chuyển động, liền đã nghĩ ra biện pháp điều giải, lập tức cười nói, trại ta phục hưng, là ý trời, nhưng trận chiến đầu tiên của chúng ta chỉ có thể một người xuất trận, không cách nào khác được. Trước mắt ta muốn thỉnh hai vị huynh đệ rút thăm, người thắng sẽ ra trận. Kẻ thua sẽ rời đi, như thế được không? Hàn Hách hai người chưa trả lời, Lục Cô Chiêm đã tiếp lời nói, phải nên như thế. Chúng ta phục hưng Sơn Trại là phụng thiên hành sự, hai vị huynh đệ rút thăm, tương đương với việc ông trời thay chúng ta lựa chọn người đầu tiên xuất trận. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý, đều cảm thấy phương pháp này công bằng, không thiên vị ai. Tần Trọng Hải cười lớn, cúi xuống, nhổ một bụi cỏ dài, đưa tới trước mặt hai người Hàn Hách, cười nói, hai vị lão đại ca, mỗi người nhổ một cọng cỏ ai dài người đó sẽ ra trận. Nhìn thấy Tần Trọng Hải cầm một bó cỏ, cũng nhìn không ra trong đó huyền cơ manh mối. Hàn Hách hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người cầm một cọng cỏ, giấu trong lòng bàn tay. Tần Trọng Hải khẽ gật đầu nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hai vị đã rút thăm rồi, xin mời mở tay ra so sánh. Hàn Hách hai người hắc một tiếng, đồng thời mở bàn tay ra, thấy cỏ xanh trong tay Hách Chấn Tương dài khoảng một tấc, dài hơn Hàn Nghị một nửa. Tần Trọng Hải ồ lên một tiếng, nói, xem ra là ý trời, trận đầu tiên của Sơn Trại xin mời Hách giáo đầu lên đài. Hách Chấn Tương đại hỉ, chắp tay nói, Hách mỗ không phụ sứ mệnh, nhất định chiến thắng trở về. Song Long chư tướng che chở người một nhà, nhất thời hoan hô lên. Thường Tuyết Hận ghét nhất khuôn mặt trắng của Hàn Nghị, lúc này càng reo hò ầm ĩ. Hách Chấn Tương đang định xuất trận, lại nghe Lữ Bố hét lớn một tiếng, nam tử Hán chúng ta há có thể nằm cạnh tranh. Muốn so cũng phải đứng so. Mọi người đều sửng sốt, không biết lời này của hắn là có ý gì, lại thấy Hàn Nghị vận nội lực trong tay, cây cỏ xanh đột nhiên bật dậy, dựng đứng trong lòng bàn tay như một cây kim sắt. Gió núi thổi bốn phía, cây cỏ xanh lại cứng rắn thẳng tắp mà đứng ở trong tay, không hề uốn cong hay đung đưa, như được làm bằng sắt, đủ thấy chân lực lòng bàn tay thật kinh người. Mọi người thấy hắn công phu bậc này, không khỏi cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, ngay cả chúng tăng Thiếu Lâm mặt cũng lộ vẻ tán thưởng. Công phu này có chân khí nội lực vô cùng hùng hồn, mới có thể để cỏ đứng vững như một cây kim, bất động khi có gió thổi, nếu không khổ luyện hàng chục năm trời, chắc chắn khó có thể làm được. Hàn Nghị nhìn Hách Chấn Tương, trầm giọng nói, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Sơn Trại, há có thể lấy thiên mệnh phán xét. Hách giáo đầu, người có công phu cao sẽ thắng, người dám so một hồi không? Ngụ ý muốn dùng nội lực hùng hồn ép Hách Chấn Tương tự rút lui. Hách Chấn Tương là người kiêu ngạo, sao có thể để bị chọc tức? Nghe được lời nói khinh miệt của Hàn Nghị, hắn lập tức hừ một tiếng, gật đầu nói, được, Hách mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Ném ngọn cỏ dài lên không trung, phát ra âm thanh cọ sát, cương đao ra khỏi vỏ, chém về phía ngọn cỏ dài, ngọn cỏ bị đao chém bay giữa không trung. Mọi người thấy hắn hành xử khác thường, không khỏi thở dài, không biết hắn bổ đao này có dụng ý gì. Cỏ dài bay lên không trung, Hách Chấn Tương hít một hơi thật sâu, vươn tay ra với tốc độ cực nhanh, nắm lấy ngọn cỏ trong tay, trầm giọng nói, Lữ Bố nếu đã ra tay, Hách mỗ không dám không vâng lời. Hãy nhìn ngọn cỏ này của ta. Với vẻ khinh thường, mở lòng bàn tay ra cho đám đông thấy. Thấy ngọn cỏ kia mềm oặt rũ xuống, không thấy nửa điểm nội lực chân khí, mọi người đang khả nghi, lại nghe Hách Chấn Tương quát lên một tiếng lớn, đứng dậy. Tiếng sét đánh vang như sấm giữa không trung, ngọn cỏ kia từ từ mọc lên, hướng thẳng lên trên, dài khoảng một tấc, bây giờ dừng lại một, hai, ba lần, ước chừng mọc cao hơn một thước, như được mưa xuân làm ẩm, cây cao sinh trưởng bình thường. Mọi người nhìn thấy sự thay đổi này, đều há hốc miệng. Hàn Nghị cả kinh nói, ngươi, đao pháp này của ngươi là... Hóa ra Hách Chấn Tương vừa ném ngọn cỏ dài lên không trung, dùng đao sắc liên tiếp chém xuống, cắt cỏ hơn 10 lần không ngừng. Đao pháp này mạnh mẽ lại không mất đi tinh tế, khiến cho ngọn cỏ dài như bị cắt đoạn mà lại mọc lên liên tục. Khi nội lực chút vào, tự nhiên tăng lên gấp 10 lần. Tần Trọng Hải cũng là cao thủ dùng đao, sớm đã nhìn ra thủ thuật, hắn cười hắc hắc, thầm nghĩ, Hách Chấn Tương này thật sự lợi hại, chẳng trách năm đó có thể là cao thủ số một Cẩm Y Vệ. Quần hào Nộ Thương liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều âm thầm gật đầu. Thường Tuyết Hận và Giải Thao càng hét to làm tăng thanh thế. Những người võ công không tới vẫn đang cố gắng tìm ra ma thuật trên tay Hách Chấn Tương. Hàn Nghị nhìn thấy thủ pháp bực này, trong lòng tự cũng khâm phục, hắn chắp tay nhường đường, thở dài, hảo đao pháp, kiến văn rộng rãi, Hàn mỗ tâm phục. Hách giáo đầu, chúc ngươi mở trận đắc thắng. Tay hướng sang bên bãi, ý bảo Hách Chấn Tương lên đài ứng chiến. Hách Chấn Tương khẽ cúi đầu nói, nhận được nhường nhịn, Hách mỗ cho dù mất mạng cũng không dám thua trận này. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy khúc mắc được vứt trên 9 tầng mây. Lúc này Linh Định sớm đã chờ đợi giữa sân, Hách Chấn Tương cũng không nói gì, lập tức bước ra giữa, buộc gọn vạt áo, lớn tiếng nói, đã nghe từ lâu thủ tọa La Hán Đường võ công cái thế, hôm nay Hách mỗ cả gan lãnh giáo. Linh Định vô hỉ vô nộ, chắp tay nói, Hách giáo đầu không cần khách khí. Hai người nhìn nhau, từng người vận khí hộ thân, lưỡi đao của Hách Chấn Tương sắp được rút ra khỏi vỏ, vẫn thấy Linh Định hai tay không có ý định lấy binh khí ra, không khỏi kinh hãi nói, Hách mỗ trên tay có đao, thỉnh đại sư lấy binh khí, thể hiện sự công bằng. Linh Định khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, lão nạp từ trước đến nay tay không ngăn địch, Hách giáo đầu không cần để ý. Hách Chấn Tương nghe hắn muốn tay không đối phó với mình, nhịn không được hừ một tiếng. Linh Định tuy không mở miệng coi khinh mình, nhưng giờ này khắc này, nếu mình không phản đối, chẳng lẽ là một tên lùn khiến huynh đệ Sơn Trại mất mặt sao? Hắn lắc đầu, lãnh đạm nói, đại sư là thủ tọa La Hán Đường, Hách mỗ là giáo đầu Song Long Trại, người ta toàn làm thầy kẻ khác chức trách giống nhau, Hách mỗ sao có thể chiếm tiện nghi này? Hắn không muốn bị người khác bắt lấy điểm yếu, liền buông bội đao xuống, ném cho Thường Tuyết Hận, lập tức cũng muốn tay không đối phó với địch. Linh Định thân là thủ tọa La Hán Đường, ngày thường tăng nhân trong chùa gặp phải nghi vấn về võ thuật, hắn thường đưa ra lời khuyên, xét về kiến thức võ thuật uyên thâm của ông, trong chùa không có ai hơn. Hách Chấn Tương cầm đao cũng được, tay không cũng thế, đối với ông đều như nhau. Lúc này Hách Chấn Tương khăng khăng tay không quyết chiến, Linh Định cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy Hách Chấn Tương cũng muốn tay không đối địch, nhịn không được âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, võ công thủ tọa của chúng ta bản lĩnh cỡ nào. Ngay cả khi chiến đấu với kiếm thần, hắn dựa vào sức mạnh của trường kiếm mới có thể chiến thắng. Một con mèo ba chân như Hách Chấn Tương lại muốn ngang hàng với tứ đại kim cương. Trong chốc lát có người phải nếm mùi đau khổ. Hách Chấn Tương thấy chúng tăng mặt mang cười lạnh, ý khinh thường, không khỏi trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, thắng liền thắng, thua thì thua, Thiếu Lâm các ngươi được xem như võ lâm chính tông, cũng không nên tồn tại ý khinh bạc, không coi Hách mỗ ra gì. Chính cái gọi là giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, nôm na là con run xéo lắm cũng quản, cho dù Linh Định là thần là Phật, cùng lắm là giao đấu với một đối thủ mà thôi. Hách Chấn Tương trong lòng cuồng nộ, lập tức quát lên một tiếng lớn, lòng bàn tay trái tạo thành một vòng ảo, biến thành mỏ hạc, nắm tay phải duỗi ra, giảo hoạt như một chiếc đuôi linh xà, đúng là Hồ Nam Hách gia chính tông tuyệt nghệ Xà Hạc Song Hành quyền. Linh Định thấy hắn ra tay vừa cương vừa nhu, lập tức gật đầu, khen, hảo thủ đoạn. Hách Chấn Tương thấy Linh Định vẫn ung dung, trong lòng càng giận, thầm nghĩ, hay cho tên tặc chọc đầu. Cho dù Bồ Đề Đạt Ma có sống lại, cũng sẽ không bao giờ chống lại được Xà Hạc Song Hành của Hách mỗ. Linh Định ngươi cùng lắm là thủ tọa La Hán Đường, sao dám cuồng vọng như vậy? Trong cơn tức giận, múa xà quyền càng nhanh hơn, phát ra tiếng gió nhẹ. Xà quyền của Hách Chấn Tương vừa đánh ra, Linh Định hít một hơi thật sâu, trong phút chốc 5 ngón tay chém ra, quét thẳng về phía ngực của Hách Chấn Tương. Chiêu này cương mãnh uyên thâm, chính là Thiếu Lâm Tự Bồ Đề Thiên Diệp Thủ. Thế tới tuy rằng lợi hại nhưng Hách Chấn Tương, nội ngoại vẹn toàn, lại thêm thể trạng thô tráng, có thể tránh được trường đá, không quan tâm thế công 5 ngón tay. Hắn cố ý muốn phô trương uy phong Sơn Trại, lập tức ngưng lực ở ngực, không có ý tránh đòn của Linh Định, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hòa thượng chỉ lực có lợi hại đến đâu, cùng lắm cũng giống như đại lực kim cương chỉ. Hôm nay liều mạng chịu 5 ngón tay của ngươi, cũng muốn đánh đến ngươi mặt xám mày cho. Cũng là thâm hận đối phương liên tiếp khinh thường, Hách Chấn Tương không tránh chỉ lực, chỉ tăng lực xà quyền đánh ra, tung nắm đấm về phía quai hàm Linh Định. Yên vào lúc này, 5 ngón tay cũng đã phất quá ngực, Hách Chấn Tương cố gắng chống cự, quyền đạo càng gia tăng, sắp đánh gãy hàm răng to của Linh Định. bỗng dưng trước ngực trượt lạnh, một cổ nội lực âm nhu từ đầu ngón tay truyền đến, nội lực này nguy hiểm như muốn phá huyền quan, các huyệt đạo trên ngực lập tức bị phong tỏa. Hách Chấn Tương chấn động, mới biết chỉ lực của Linh Định thật phi thường, chỉ lực nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra lại âm nhu, một chút bất cẩn sẽ đánh không lại. Lúc này, huyệt đạo của Hạo Chấn Tương đã bị phong bế, đan điền khí lực vô dụng, hắn vội vàng bỏ nắm đấm ra, vội vàng lùi lại để khai thông khí huyết trước ngực. Linh Định kia lợi hại như vậy, vừa thấy Hách Chấn Tương lùi sau thoái nhượng, không đợi đối thủ vận khí điều hòa, Đại Kim Cương Trường có lý không tha người, nội lực rời non lấp biển đẩy đi, muốn một chiêu đánh bại Hách Chấn Tương. Hách Chấn Tương thấy tình thế nguy cấp, vội vàng hít một hơi khí, dùng tay tạo thành vòng tròn, giơ về phía trước để chặn lại, đón đỡ đại khai đại trưởng pháp của Linh Định. Bốn trưởng giao tiếp, vô thanh vô tức, Hách Chấn Tương cảm thấy lực bàn tay của Linh Định mạnh mẽ dị thường, bình sinh ít thấy. Trường lực chấn tới, ngực Hách Chấn Tương khí huyết cuồn cuộn, lập tức lùi lại 3 bước. Lúc trước hắn bị trúng chiêu vào ngực, khí huyết chưa thông, giờ phút này lại lấy trường lực đối nhau, tất nhiên là so sánh thấy kém cỏi. Một bên tăng chúng Thiếu Lâm thấy thủ tọa chiếm thượng phong, kẻ hèn Đại Kim Cương Trường ra tay liền đánh cho người không ai bì nổi Hách Chấn Tương đến khí huyết cuồn cuộn, liên tục lùi lại. Chúng tăng kinh ngạc cảm thán tuyệt thế võ công của thủ tọa, nhịn không được cao giọng trầm trồ khen ngợi. Linh Định lâm địch khi tuy rằng hai tay không, nhưng dựa vào nội lực sắc bén, song trường lợi hại như đao thương, chiêu thức khó đoán, so với những nhân vật võ lâm tầm thường tay cầm đao kiếm, chỉ có đáng sợ hơn. Chúng tăng lúc trước thấy đao pháp của Hách Chấn Tương, cho rằng hắn có cách để thủ thắng, ai ngờ người này trời sinh tính cao ngạo, không cần tính mạng của mình, xem ra đã là chưa chiến đã bại. Linh Định không đợi hắn nghỉ ngơi, lập tức hét lên, Hách giáo đầu, trường thứ hai lại tới. Cùng với một tiếng hét, lại một Đại Kim Cương Trường đánh tới, Hách Chấn Tương không kịp điều chỉnh hơi thở, đành phải nhấc tay chống đỡ. Song trường tương tiếp, lúc này lại ầm ầm vang lớn, tạng phủ Hách Chấn Tương chấn động, chân trở nên yếu ớt suýt ngã ra, may mắn thay hắn dựa vào công phu chân được luyện cực kỳ vững chắc, lúc này mới không có té ngã. Quần hào Nộ Thương thấy sắc mặt Hách Chấn Tương tím tái, không khỏi lo lắng, sợ hắn sẽ thua trận đầu tiên. Linh Định khẽ mỉm cười nói, Hách giáo đầu, trường thứ ba của lão nạp đang tới. Hắn bước lên một bước, lại là một trường đẩy ra, trường này thẳng tắp về phía trước, tốc độ trường lực nhanh rồi lại chậm, chính là An Thiền Chế Long Trường nổi tiếng nhất Thiếu Lâm Tự. Trường pháp này bình đạm không có gì lạ, chỉ là chính một trường đẩy ra, cũng không có phối hợp quyền cước chiêu thức, nhìn như đơn sơ, kỳ thật trong đó rất có học vấn. Trường lực phát ra, chia làm 3 cấp độ ngắn, hướng và dài, lực một tấc đánh gãy thân thể, khí thế áp chế, lực dài tiêu diệt địch nhân, 3 đợt sóng lớn lần lượt phát ra, uy lực long trời lở đất, không nhiều người trong chùa có thể sử dụng được. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy Linh Định sử dụng bộ trường pháp này, biết thủ tọa có ý định áp đảo cường địch, muốn đánh Hách Chấn Tương đến tâm phục khẩu phục. Mắt thấy huynh đệ Sơn Trại có lo sợ nghi hoặc, Thiếu Lâm tăng chúng càng ra vẻ cao ngạo. Hách Chấn Tương từ khi ra giang hồ tới nay chưa từng bị ai nhìn coi thường như vậy, trong cơn tức giận, nhất thời khí huyết dâng lên, nội tức đả thông huyền quan, đả thông huyệt đạo đã bị phong tỏa trên ngực, hắn không những không né tránh, ngược lại ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, bước về phía trước, đón thẳng trường lực của Linh Định. Giữa tiếng la hét điên cuồng, quần áo của Hách Chấn Tương phồng lên, xương cốt trên người giòn như hạt đậu, phát ra tiếng răng rắc. Hữu trưởng bổ về phía trước, đơn trưởng nghênh hướng song trưởng đối thủ, lấy cứng đối cứng, nội lực của hai đại cao thủ khuấy động lẫn nhau, từng người giằng co bất động. Một tiếng nổ lớn vang lên, một người chân buông lỏng, quay đầu nhìn lại phía sau. Mọi người đưa mắt nhìn lại, lại thấy Hách Chấn Tương đứng thẳng bất động, thân mình lảo đảo thoái nhượng kia lại chính là Thánh Tăng Linh Định. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cùng la hoảng lên. Thường Tuyết Hận vừa mừng vừa ngạc nhiên, lớn tiếng nói, đây là loại võ công gì? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Lục Cô Chiêm hơi mỉm cười nói, Hách gia võ công từ ngoại đến nội công, chính là dị số võ lâm. Hôm nay Thiếu Lâm Tự nếu muốn xem thiên hạ anh hùng, e rằng phải nếm mùi đau khổ. Hóa ra Hách gia Hồ Nam là độc nhất về võ thuật, luyện công pháp từ ngoài vào trong. Mới vừa rồi trong lúc nguy cấp, Hách Chấn Tương sử dụng ngạnh công bên ngoài, kích phát chân khí cả đời của mình, nội tức đan điền chuyển ra ngoài, khiến xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. An Thiền Chế Long Trưởng của Linh Định tuy rằng lợi hại nhưng làm sao nó có thể chịu được công lực đột kích cả một đời của người khác. Tam trường chạm vào nhau, bất kể mạnh mẽ đến đâu, áp chế đến đâu, lực dài bao nhiêu, cũng như đụng phải vạn dặm tường đá, tan thành mây khói. Nếu không phải Hách Chấn Tương lúc trước khí huyết chưa ngưng, huyệt đạo chưa thông, Linh Đinh nhất định phải lùi lại 2-3 bước. Hai đại cao thủ nội lực chẳng phân biệt cao thấp, liền sửa lấy chiêu thức quyết đấu, Xà Hạc Song Hành lấy chiêu thức tinh xảo, Hách Chấn Tương chiếm thượng phong, ra tay càng nhanh như tia chớp, chỉ thấy mỏ chim hạc liền ra, điểm thẳng vào 13 huyệt đạo chính trên cơ thể Linh Định, xà quyền vòng xuống phía dưới, quét ngang điểm yếu dưới bụng, chiêu thức hai tay tả hữu hỗ trợ lẫn nhau, tinh nghiêm tàn nhẫn, không thể mãnh liệt hơn, Linh Định muốn tránh cũng không thể tránh, thoáng chốc run tay, vận khởi Châu Cơ Phật Chỉ bằng tay phải. Tay trái bảo cái thủ đao chiến đấu quyết liệt với Xà Hạc Song Hành của Hách Chấn Tương. Chỉ thấy hai người dùng tay biểu diễn một bộ võ công, Hách Chấn Tương lấy xà quyền đối thủ đao, mỏ chim hạc đối Phật Chỉ, 4 tay tương tiếp, mỗi người thay đổi hàng chục hướng, một chút công hướng huyệt đạo, một chút chuyển đánh chỗ yếu hại, mọi người xem hãi hùng khiếp vía, trợn mắt há hốc mồm. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy võ công của Hách Chấn Tương có căn cơ cực kỳ tốt, mới biết thủ pháp của hắn kinh người, hoàn toàn không phải là một người bình thường, nên cũng thu hồi ý coi thường. Linh Chân nhíu mày nói, người này rốt cuộc có địa vị gì? Với thân thủ của hắn như vậy, làm sao có thể kết giao với đạo phỉ Nộ Thương Sơn? Ngũ Định Viễn có quen biết với Hách Chấn Tương, một bên nghe, lập tức giải thích nói, người này quá khứ là thủ hạ Cẩm Y Vệ, võ công còn mạnh hơn Tiết Nô năm đó, có thể nói là đệ nhất cao thủ xưởng vệ kinh thành. Chỉ vì chịu không nổi gian thần độc ác, mới đến nhờ cậy Song Long Trải, trở thành đạo phỉ. Chúng tăng Thiếu Lâm nghe như vậy, lúc này mới cảm thán có ý tiếc hận. An Đạo Kinh nghe vậy giận dữ, quát, ai là gian thần? Họ Ngũ, ngươi nói cho rõ ràng. Hai người lấy mau đánh mau, 4 cánh tay giao nhau, âm thanh va chạm như xào đậu, chiêu chiêu đều là sát chiêu tàn nhẫn, khiến mọi người hoa mắt choáng váng. Người triều đình một bên theo dõi, lấy võ công tự thân xác minh Cao Thiên Uy cho mày, nói, Linh Định nhất định lợi hại, trong chốc lát đã thay đổi hơn 10 bộ võ công, thiên hạ có ai sánh được với hắn. Tống Công Mại thở dài, nói, nghe đồn người này đã luyện 23 hạng tuyệt kỹ Thiếu Lâm, đứng hàng thứ nhất đến thứ 3 trong 72 môn tuyệt nghệ. Xét về độ thâm sâu của võ học, ở Trung Nguyên không có ai có thể vượt qua. Mọi người nghe xong đều âm thầm gật đầu. Nhìn Linh Định tự nhiên xoay chuyển hai tay đều là chiêu số tinh diệu, đặc biệt khó được chính là trường thức tuy nhiều, lại có thể phối hợp đến hoàn mỹ. Người này võ công phong phú mà không tạp nham, chiêu thức bác học mà không loạn, thật khiến nhân tâm thần phục. Quyển 13 chương 7 Viên tướng sông sáo, hồi 2. Hai đại cao thủ trong võ đài đấu với nhau hơn trăm chiêu mà vẫn không phân thắng bại. Chợt thấy Linh Đinh quẹt chân phải qua, đá thẳng về phía trước, xoay chuyển tư thế liên tục, kỹ năng hết sức biến hóa, lại là một bộ môn chân pháp sắc bén. Chúng tăng Thiếu Lâm vui mừng đại tán thưởng, cùng kêu lên nói, Phật Tọa Khổng Tước. Quần hào Nộ Thương nghe chân pháp này gọi là Phật Tọa Khổng Tước, cũng nhìn thấy độ chính xác và khả năng thay đổi của nó, mở đóng đóng, mọi người trong lòng thất kinh, đều toát mồ hôi lạnh thay cho Hách Chấn Tương. Hách Chấn Tương đang tay đối đấu với Linh Định, chợt thấy chân pháp của đối phương hoa lệ, như khổng tước xòe đuôi quét về phía thân dưới của mình, hắn trong lòng dùng mình, phải nghiêng người né tránh. Linh Định không nói hai lời, dùng chân trái chạm đất, giơ cao gót chân phải nện xuống đất như sấm sét. Hách Chấn Tương chấn động, vội vàng giơ tay trái lên đỡ đòn, có một âm thanh giòn giã, gót chân đụng phải cánh tay, cú va chạm khiến gân cốt của Hách Chấn Tương gần như gãy vụn, tay trái phòng thủ vỡ đê. Đau thấu tâm can, cơ thể gần như mềm nhũn. Linh Định thừa cơ đoạt công, Châu Cơ Phật Chỉ nhắm thẳng ngực quét tới, tay trái Hách Chấn Tương đang đau đớn nên chỉ có thể dùng tay phải xả quyền để chắn, chợt nghe thấy tiếng gió mạnh. Linh Định dùng tay phải đánh ra La Hán Thiết Quyền như sét đánh, Hách Chấn Tương chỉ còn một tay chống đỡ, thật sự không chịu nổi chiêu thiết quyền này, đành phải lùi hai chân lại một chút để né tránh. Linh Định tiến sát từng bước, Phật chỉ, cương quyền, thiết trưởng, thủ đao, tứ đại bộ pháp bay múa bất tận, dưới chân khi thì Phật tọa khổng tước, khi thì liên tọa bồ đề, khiến người hoa mắt choáng váng. Hách Chấn Tương tuy chiêu thức tinh vi, nhưng so sánh thì nhạt nhòa, lúc này địch nhân đang sử dụng xen kẽ hết bộ võ công này đến bộ võ công khác, Hách Chấn Tương chỉ dựa vào xà hạc song hành chống đỡ, khó có thể giành chiến thắng. Các cao thủ âm thầm suy tính, cùng lắm 10 chiêu nữa, Hách Chấn Tương sẽ ngã xuống đất. Quả nghe Linh Định hét lớn một tiếng, tung ra hàng loạt đòn tấn công, chĩa đao thẳng vào gáy địch nhân, cương quyền quét ngang ngàn quân, sau đó vung gót chân như khổng tước đá thật mạnh vào bụng. 3 chiêu liên tiếp, nhiều lộ cường công, uy lực đâu chỉ bội số. Hách Chấn Tương sắc mặt xanh mét, lúc này liền tính chặn lại thế công bên trái, cũng khó thoát khỏi sát thủ từ bên phải, tả hữu liên hoàn hiện ra, trốn không thoát đòn tấn công bên dưới, không những thất bại đã ở trước mắt mà tính mạng cũng đang gặp nguy hiểm. Hách Chấn Tương biết tính mạng mình đang gặp nguy hiểm nên nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, đến lúc này rồi, ta còn giấu giếm cái gì? Lòng bàn tay hắn hướng về phía trước, siết chặt ngón tay, dùng toàn lực đẩy về phía trước, thoáng chốc hét lớn, ngũ hành quyền. Chiêu này tựa là quyền mà không phải quyền, tựa như chưởng mà không phải chưởng, vị trí tinh diệu khôn kề. Linh Định cùng hắn chiến đấu kịch liệt trăm chiêu, nhưng chưa từng thấy hắn sử dụng chiêu thức quán thủ, tưởng Hách Chấn Tương thất bại đã định, nào biết đột ngột lại có sát chiêu này. Lần này xuất kỳ bất ý, quán thủ đã đến trước mặt, Linh Định phải nghiêng sườn né tránh, lùi lại nửa bước. Hách Chấn Tương điều hòa hơi thở, không còn sử dụng hai bộ võ công bằng tay nữa, song trường giả thuyết như mỏ chim hạc, chuẩn bị lao ra, sau đó hóa thành xà quyền, cuối cùng ập vào trước mặt, lại thành hổ chảo, mỗi trường ẩn chứa nhiều sự biến hóa, biến chiêu cực nhanh, tựa như ảo mộng. Những người đứng xem nhìn thấy đều kinh ngạc, Linh Định thấy xà hạc song hành đột nhiên có nhiều biến hóa, cũng vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nói, đây chính là ngũ hành quyền. Tống Công Mại và Cao Thiên Uy nhìn nhau, cả hai đều nghĩ, hay cho một Hách Chấn Tương, người này có gia mật truyền Hồ Nam. Xem ra trận chiến hôm nay sẽ khó phân thắng bại. Hồ Nam Hách gia có bộ xà hạc song hành quyền, là người trong võ lâm tự đều biết đến. Lại ít có người biết được song hành quả thật có nguồn gốc từ ngũ hành. Hách gia cao thủ nếu đạt đến tuyệt cảnh, liền có thể luyện thành xà hạc hổ báo long ngũ hành quyền. Chỉ là trăm năm qua Hách gia chưa từng có người đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh này, người giang hồ cũng dần quên đi điển cố đó. Lúc này tuyệt nghệ tái hiện giang hồ, mọi người mới biết Hách gia thực sự có bộ tuyệt học này, dưới sự kinh ngạc có thêm vài phần tôn trọng. Chiến cuộc chợt chuyển, Hách Chấn Tương sử dụng ngũ hành quyền bằng cả hai tay, Linh Định thấy đòn tấn công của hắn trở nên hung hãn hơn, vội vàng tung ra chân pháp, Phật tọa khổng tước, muốn chiếm thế thượng phong bằng công phu dưới chân. Hách Chấn Tương bạo giống, quát, Phật tọa khổng tước có ích gì? Hãy xem báo tử liên hoàn xuyên tâm thối của ta. Hai chân xuyên ra, tựa như trường thương đại kích, chạy về phía trọng yếu của Linh Định, so với chiêu thức trên tay càng hung hãn và uy lực hơn. Linh Định không ngờ hắn còn nhiều công phu ẩn giấu như vậy, chỉ có thể lùi về phía sau, thấy chân pháp của Hách Chấn Tương tựa như lôi đình chớp động, mấu bàn chân, ngón chân và gót chân giao nhau biến hóa, cuồng liệt tấn công. Linh Định tránh cũng không thể tránh, nhất chiêu khổng tức hành không, dùng hai chân đá ra, hai chân giao nhau giữa không trung, chợt nghe Hách Chấn Tương kêu nhỏ, và xà quyền từ giữa xuyên ra, đã đến trước mặt Linh Định 3 tấc. Linh Định sử dụng châu cơ Phật chỉ để chắn, không ngờ xà quyền uốn éo, đã thành phi hổ trường khiếu thức, hình dạng con hổ xuất hiện, lại thành mỏ chim hạc. Linh Định đổ mồ hôi lạnh, không biết nên chắn như thế nào, luống cốm tay chân, phải rút lui về phía sau. Hách Chấn Tương không chịu nhượng bộ chút nào. Xoay cơ thể lên, Linh Định lại thi triển hơn 10 bộ võ công, nhưng vẫn không thể hòa được, chỉ có thể lui về từng bước một. Hách Chấn Tương cố ý nhất cử áp đảo cường địch, nhất thời quát, đại sư, nếu trong dương không có bảo bối, tại hạ trong vòng 10 chiêu sẽ thắng. Linh Định thân là thủ tọa La Hán Đường, là một trong tam đại cao thủ hàng đầu của Thiếu Lâm, võ công của Hách Chấn Tương dù cao đến đâu, sao dám tự xưng tất thắng. Chúng tăng Thiếu Lâm nghe được lời này, lập tức náo động, mấy tăng nhân bối phận thấp mất kiên nhẫn, càng chửi bới ngay tại chỗ. Hách Chấn Tương không để ý lắm, thoáng chốc khẽ quát một tiếng, nhất chiêu mãnh hổ leo núi hướng chộp lấy Linh Định. Linh Định vận khởi Đại Kim Cương Trường, đánh vào cổ tay Hách Chấn Tương. Liền vào lúc này, quỷ thần khó lường Báo Tử Liên Hoàn Xuyên Tâm Thối bay tới, Linh Định vô ý đã bị đá vào bên hông, sắc mặt xanh mét, chăm vội dùng ra sát thủ, lại chỉ có thể quét được nửa ống tay áo của Hách Chấn Tương. Liền vào lúc này, lại một cước đá như sấm đánh vào ngực, Linh Định phát ra một tiếng kêu rên, suýt nữa té ngã trên đất. Cao thủ quyết đấu, nhất chiêu liền phân cao thấp, Hách Chấn Tương lúc này đại chiếm thượng phong, nếu Linh Định tiếp tục chiến đấu, chỉ có bị bại thảm hại hơn. Hách Chấn Tương thấy thắng bại đã phân, lập tức cũng không hề đoạt công, liền tự dừng bước thu chiêu, ôm quyền nói, đại sư, đa tạ. Trận này thắng bại luân phiên nghịch chuyển, thứ nhất ngũ hành quyền xác thật lợi hại, rất có thế quỷ thần khó lường. Thứ hai Hách Chấn Tương trước sau luôn giấu giếm không sử dụng, đến thời điểm cuối cùng mới tung ra, có được lợi thế khiến người kinh ngạc, thuận lợi đánh bại Linh Định. Mọi người thấy biến cố bậc này, không khỏi cứng họng, thật lâu sau không nói ra lời. Cao Thiên Uy thấy thần sắc của An Đạo Kinh đố kỵ ghen tị, lại tựa hối hận vô cùng, liền ở bên tai hắn cười, nói, An thống lĩnh, giáo đầu Cẩm Y Vệ trước đây của ngươi đại triển uy danh, đã đánh hạ được thủ tọa La Hán Đường, ánh mắt dùng người của các hạ thật sự lợi hại, tại hạ bội phục. An Đạo Kinh sao có thể không biết Cao Thiên Uy cố ý tổn hại mình. Hắn hắc hắc cười gượng, lại cũng không biết đáp lời như thế nào. Nhất thời chỉ cảm thấy hối hận vì sai lầm của mình, trong lòng mắng Hồ Mị Nhi trăm ngàn lần. Linh Định suy sụp cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Trận chiến này không chỉ liên quan đến danh vọng Thiếu Lâm, hậu quả để lại cũng đủ ảnh hưởng đến vận mệnh thiên hạ, thực sự không thể thua. Môi ông run run, quay đầu nhìn phương trượng, tựa dò hỏi điều gì. Linh Trí nhìn vào mắt hắn, khẽ thở dài, im lặng gật đầu. Hách Chấn Tương không biết hai người đang bày ra bí ẩn gì, chỉ nhíu mày nói, đại sư còn muốn đánh sao? Linh Định cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, bỏ qua câu hỏi. Hách Chấn Tương hắc một tiếng, càng không nói chuyện, cất bước để kết thúc, vận khởi xà quyền bay đi. Linh Định thấy địch nhân tới tấn công, vẫn đứng thẳng cúi đầu, không biết né tránh như thế nào, giống như choáng váng. Hách Chấn Tương là người từng trải nên cười lạnh nghĩ, hòa thượng muốn khoe khoang khổ nhục kế, Hách mỗ không chấp nhận thủ đoạn này. Hắn không lưu tình chút nào, xà quyền vừa thu lại, ngược lại song trường bài xuất, hợp lực về phía trước, thừa cơ đẩy về phía trước ngực Linh Định. Miệng quát, ngã xuống. Mắt thấy trường này uy lực, nếu Linh Định không thể tránh ra, chỉ sợ xương sườn trước ngực sẽ đứt đoạn, chết oan chết uổng. Chúng tăng Thiếu Lâm kinh hoàng thất thố, rồi lại không thể ra tay cứu giúp, không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Linh Định bị một đòn mạnh vào ngực, dự đoán sẽ lành ít dữ nhiều. Chúng tăng Thiếu Lâm lần lượt nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Thường Tuyết Hận vui mừng, cười lớn, giết hắn. Làm thịt lão tặc chọc này. Hắn đang định rời đi ăn mừng, nào biết Hách Chấn Tương lại thối lui một bước, trên mặt thần khí rất là khác thường. Thường Tuyết Hận nhìn thấy Hách Chấn Tương nhíu mày suy ngẫm, vừa không phát chiêu đoạt công cũng không nghỉ ngơi, chỉ đứng đó ngây người, như thể bị trúng tà. Hắn trong lòng kỳ quái, liền hỏi Giải Thao, Hách giáo đầu làm gì vậy? Hắn nếu thắng, sao còn không xuống dưới? Giải Thao nghe xong lời này, lại không để ý tới, Thường Tuyết Hận thấy hắn thần sắc ngưng trọng, dường như lo lắng điều gì đó. Sau đó nhìn theo ánh mắt của đồng bạn, quay lại nhìn vào, mờ mịt nói, không phải thắng sao? Đây là làm cái gì vậy? Câu còn chưa nói hết, đột nhiên hắn cũng kêu lên một tiếng. Thường Tuyết Hận có thể thấy rõ cơ bắp trên người Linh Định phồng lên, quần áo đều bị xé rách. Thường Tuyết Hận dụi mắt nhìn kỹ hơn, lại thấy cơ thể Linh Định đang dần phì to lên. Thường Tuyết Hận vừa kinh vừa sợ, nhất thời thân run rẩy, nói, mụ nội nó, này. Lão lừa chọc này đang làm gì? Đang nói chuyện, Linh Định ngẩng đầu cười dài, thân hình bành trướng dựng lên, nháy mắt liền như người khổng lồ. Đám người Nộ Thương thấy hắn biểu tình dữ tợn, giống như yêu ma quỷ quái. thoáng chốc đồng thanh kêu to, Tu La Thần Công. Thường Tuyết Hận thấy thần bí võ học bậc này, kinh hãi dưới chân mềm nhũn, ngã vào trong ngực của Giải Thao. Bên triều đình thấy dị trạng này, cũng thấp giọng kêu lên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thiếu Lâm ngũ đại cấm truyền tuyệt học, nổi tiếng nhất chính là bộ Tu La Thần Công này. Trong tiếng Phạn, nó được gọi là La Đỗng La Chướng Nguyệt A Tu La Tâm Pháp, La Đỗng La Tay Chướng Nhật Nguyệt, Đại Chiến Thiên Thần, chính là chiến thần kiêu dũng vô cùng. Linh Định hiện ra pháp tướng, khiến đám đông đại kinh thất sắc. Ngày ấy Hoa Sơn đại chiến, Linh Định từng lấy Tu La Thần Công để đối đầu với Lăng Chiêu. Với bộ võ công này, thân mình liền như kim cương không thể phá hủy. Lăng Chiêu kiếm pháp lợi hại, cũng vô pháp chống đỡ. Có vẻ như Thiếu Lâm quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến này, ngay cả võ học cấm truyền như vậy cũng dùng ra. Hách Chấn Tương lúc này đứng mũi chịu sào, độc thân ở đây đối mặt quái vật, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi, lẩm bẩm, đây là Thiếu Lâm cấm truyền Tu La Thần Công sao? Linh Định không nói chuyện, một tiếng điên cuồng hét lên rít gào, cự linh thần trưởng đánh ra, lực lớn vô cùng, hướng đánh vào mặt Hách Chấn Tương. Hách Chấn Tương thấy hắn ra tay khinh bạc, nhất thời lại tức lại sợ, hắn không muốn thua chiêu, kêu to vài tiếng, nâng cao sĩ khí chính mình, lách qua lòng bàn tay của kẻ địch, tay phải đánh ra hổ quyền, đánh trả về phía Linh Định. Một tiếng bụp lớn vang lên, đánh thẳng vào ngực Linh Định. Hách Chấn Tương khóe miệng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ. Hách Chấn Tương vừa kinh ngạc vừa tức giận, ngẩng đầu lên xem, lại thấy Linh Định không đau không ngứa, lắc nhẹ ngón tay, tựa hồ đang chào phúng mình. Hách Chấn Tương lùi lại một bước, cảm thấy khó có thể tin được. Linh Định cười lớn, song trường song song đẩy ra, Hách Chấn Tương cũng không nhụt chí, cố ý thử công lực đối phương, sau đó xuất trường lực lòng bàn tay, nào biết lòng bàn tay chạm nhẹ vào bên ngoài, cánh tay đã cảm thấy tê mỏi, một lực rất lớn ấn xuống, chấn động đến mức khiến hắn lăn ra. Hách Chấn Tương vội vàng đứng dậy, hoảng sợ mất thăng bằng. Hắn đi khắp thiên hạ, lại chưa từng gặp qua võ công quái dị bậc này, thật không biết nên ngăn cản như thế nào. Linh Định không cho hắn thở, bỗng dưng một trường chụp tới, hắn lúc này cao tới 12 thước, tùy tay vung lên có thể đẩy xuống phía trên đối phương. Hách Chấn Tương tâm tồn khiếp đảm, vội vàng tránh ra, nhìn thấy cát bụi bay dưới lòng đất, đã bị lực trường của Linh Định đánh ra tạo thành một hố sâu. Hách Chấn Tương một đường hốt hoảng né tránh, giống như một đứa trẻ cùng người lớn đánh nhau, kẻ mạnh và kẻ yếu chênh lệch quá lớn. Hắn đầy người mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, mới vừa rồi lực đạo hổ leo núi của ta dữ dội hùng hồn, ngay cả cao thủ ngoại môn cũng không thể chống đỡ được, làm sao Linh Định lại như không có vấn đề gì. Tu La Thần Công này rốt cuộc lai lịch như thế nào? Ta nên như thế nào phá hắn? Sau khi Linh Định dùng ra Tu La Thần Công, từ bi tiệm đi, ma tính tiệm trường, lòng trắc ẩn dần biến mất, bản chất ma quỷ dần dần lớn lên, ra tay tuy là hỗn độn vô chương, nhưng lại cương mãnh không thể khống chế, chỉ nghe ầm vang không ngừng bên tai, để hắn lần lượt đánh tạo ra từng hố trên mặt đất. Hách Chấn Tương dựa vào ra tay mau lẹ, liên tục đánh vào những điểm trọng yếu trên người Linh Định, nhưng Linh Định không hề biết đau đớn, tuy rằng trên người bị đánh, xuống tay lại chỉ có càng thêm hung ác. Hách Chấn Tương trốn đông trốn tây, chạy tới chạy lui, thần thái cực kỳ xấu hổ. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy Linh Định từ bi xưa nay đã như yêu ma, trong lòng đều thầm giật mình, thầm nghĩ, Tu La Thần Công này quả nhiên đáng sợ, chẳng trách sư phụ không cho phép chúng ta học, nếu không người sử dụng nó một khi phát thú tính quá độ, thiên hạ ai có thể khống chế được hắn. Đám người Nộ Thương thấy võ công của Linh Định quá kỳ quái, đều muốn tìm ra cách đánh bại kẻ thù. Nhưng La Đỗng La Chướng Nguyệt A Tu La Tâm Pháp là bí pháp cổ thiên trúc, thực sự thần kỳ khôn kề, mọi người đều không có cách nào để đối phó, chỉ có thể hành động lo lắng. Hai bên chiến đấu kịch liệt mấy chục chiêu, Hách Chấn Tương rơi vào thế bất lợi, sau đó rơi vào cục diện bị đánh không kịp đánh trả. Nhìn thấy bàn tay to như quạt hương bồ của Linh Định đang lao tới mình, Hách Chấn Tương vươn người ra một chút, lộn nhào giữa không trung, nhảy lùi lại vài thước rồi bỏ đi. Linh Định cười dữ tợn nói, muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Hắn hổ giống một tiếng, nắm chặt song quyền, sải bước đi tới. Hách Chấn Tương quay lại nhìn đồng bạn của mình, chỉ thấy quần hào sắc mặt khó coi, họ đều đang lo lắng cho sự sống chết của chính mình. Hách Chấn Tương vô cùng tự trách, nghĩ trận chiến này là vì mạng sống của Tần Trọng Hải, càng là tâm sinh bi hận. Ta phụng mệnh tiến đến nghênh chiến người này, giờ phút này lại vô sức chống cự, trận chiến này hủy hoại thanh danh của ta, liên lụy đến việc đại sự của huynh đệ Sơn Trại. Không được, dù có bị đánh chết ở đây, cũng chỉ có thể đua một lần. Nghĩ đến đây, hai chân đập xuống như tiếng ngựa bước, chắp hai tay thành vòng tròn, sau đó hít một hơi chân khí thật sâu, lại là muốn chính diện phát chiêu đối kháng. Mọi người đều thầm ngạc nhiên khi thấy hắn sử dụng vận may của mình một cách nghiêm túc vào lúc này, không biết hắn còn có tuyệt kỹ cứu mạng gì. Linh Định cười lớn, vung bàn tay to lớn của mình ra, nhìn thấy bản chất ma quỷ của hắn bộc lộ, không chỉ muốn đánh bại kẻ thù hùng mạnh mà còn có ý định giết chết người. Hách Chấn Tương cắn răng quát, Thiếu Lâm ngươi có cấm chuyện thần công. Chẳng lẽ Hách Mỗ liền không có tuyệt học cứu mạng? Chính quyền chạy ra, khí thế bàng bạc, ngón giữa nhô ra một tấc, giống như đầu rồng, địch ta đồng thời kinh hãi, cùng kêu lên nói, Long Quyền. Đây đúng là chiêu thức cuối cùng của Hồ Nam Hách gia Ngũ Hành Quyền, Tỏa Long. Linh Định lấy Tu La Thần Công kháng địch, cồm tính quá độ, không quan tâm cái gì Long Quyền, Hổ Quyền, như cũ một trường quăng ngã. Hắn lúc này thần lực kinh người, kinh lực tay chân khác tầm thường, trường này vận đủ 10 thành công lực, đánh lên tới càng là ầm ầm rung động. Quyền trường tương sát, mọi người xung quanh nín thở ngưng thần, đều lo lắng cho cao thủ của mình. Bỗng nghe hắc, ha hai tiếng kêu rên, Linh Định đứng thẳng bất động, nhưng Hách Chấn Tương ngã ngửa ra xa, trong chớp mắt, trong miệng máu tươi cuồn phun. Đám người Nộ Thương bùi ngùi thở dài, thầm nghĩ, xem ra vẫn là Tu La Thần Công cao hơn một bậc, chiếm được thượng phong. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy thế đại hỉ, trong lòng đều nghĩ, thắng trận đầu, còn lại liền dễ giải quyết. Phương trượng linh trí có được chân truyền từ các bối trưởng lão, võ công chính thống nhất, chỉ có thể mạnh hơn Linh Định, cho dù cao thủ Nộ Thương có nhiều, cùng lắm công lực xấp xỉ Hách Chấn Tương, không người đủ sức để đánh bại phương trượng. Tam chiến hai thắng, đã ở trước mắt. Chúng tăng đang vui sướng, chợt thấy Hách Chấn Tương chậm rãi ngồi dậy, lại là muốn tái chiến. Chúng tăng thấy trong miệng hắn máu tươi phun ra, nghĩ đến Linh Định không cần ra tay, chỉ cần có thể cầm cự được một lúc, người này sẽ tự ngã lăn. Linh Âm trời sinh tính tử bi, lập tức tiến lên nói, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, Hách giáo đầu không cần miễn cưỡng. Thỉnh lui ra đi. Hách Chấn Tương duỗi tay vung lên, ý bảo Linh Âm thối lui, cắn răng nói, Linh Định hòa thượng, ngươi phóng ngựa lại đây. Hắn dùng tay tạo thành một vòng tròn, ngồi xuống tư thế ngựa, lại muốn tiếp chiêu thức của Linh Định. Đám người Nộ Thương thấy hắn nhất quyết muốn đánh lần nữa, rất sợ hắn chết trận nơi đây, đám người Thường Tuyết Hận muốn ngăn cản hắn, lại thấy Lục Cô Chiêm bước vào giữa, giang tay ra hiệu cho mọi người đừng quấy rầy. Thường Tuyết Hận đầy mặt nôn nóng, thấp giọng nói, Lục gia, lại đánh tiếp, Hách giáo đầu sẽ chết. Lục Cô Chiêm trầm giọng nói, kiên nhẫn nhìn, ai thắng ai thua, còn chưa rõ. Mọi người thấy Hách Chấn Tương sắc mặt thảm đạm, hộc máu không ngừng, bộ dạng nào còn có thể đánh. Nhưng bởi vì thể diện Lục Cô Chiêm, mọi người tiến vào thuyết phục hắn cũng không tiện, đành phải nhẫn nhịn. Linh Định rít gào một tiếng, phi thân vọt tới, Thường Tuyết Hận cả kinh nói, mau tránh ra. Đáng thương Hách Chấn Tương trên người bị thương nặng, chỉ biết thở dốc che ngực, hộc máu không ngừng, tựa hồ đã mất đi sức lực né tránh. Ngay khi Linh Định chuẩn bị lao tới, chợt thấy Hách Chấn Tương ngẩng đầu lên, nộ mục trợn lên, bạo quát, ta càng không tin tà, còn không ngã xuống cho ta. Hai người chưa giao thủ, Linh Định nghe xong tiếng hô, đột nhiên thân mình thật lớn run rẩy không ngừng, không thể hiểu được, miệng phun ra máu, ngã xuống đất. Hách Chấn Tương thấy Linh Định ngã xuống trước một bước, thân mình đảo về phía sau, không thể cử động được nữa. Địch ta hai bên thấy biến cố bậc này, đều nghẹn họng nhìn chân chối, không biết phát sinh chuyện gì. Linh Chân hét lớn, lao ra giữa sân đấu, tóm lấy Hách Chấn Tương, chỉ tay mắng, tặc tử. Dám dùng ám khí, thật vô liêm sỉ. Một chảo liền hướng về mặt Hách Chấn Tương. Hách Chấn Tương thân bị trọng thương, ngay cả đứng cũng không vững, làm sao có thể chặn được trảo hổ của Linh Chân. Lập tức nhắm mắt cúi đầu, che ngực chờ chết. Liền vào giờ phút này, một bóng xanh lóe lên trong sân, đưa tay nắm lấy trảo thủ của Linh Chân. Mọi người nhìn chừng chừng một thân, lại là Hữu Quân sư Nộ Thương, nhân xưng Thanh Y Tú Sĩ Đường Sĩ Khiêm. Linh Chân hét lên, Thanh Y trưởng môn. Hách Chấn Tương dùng ám khí đả thương người, ra tay ác độc, còn có giang hồ đạo nghĩa sao? Hắn vẫn luôn gọi Thanh Y Tú Sĩ là trưởng môn, 10 năm hơn kêu gọi thuận miệng, trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi được. Thanh Y Tú Sĩ không để bụng, khẽ cười nói, Linh Chân sư huynh nói Hách giáo đầu dùng ám khí đả thương người, dùng cái gì thấy được? Linh Chân phi một tiếng nói, hắn hô to một tiếng ngã, sư huynh ta đang êm đẹp liền như giấy ngã xuống mặt đất, không có gian lận thì ai có thể tin. Thanh Y Tú Sĩ mỉm cười, gật đầu nói, Linh Chân sư huynh giáo huấn chính là, không bằng như vậy, nói chuyện mà không có bằng chứng, không bằng chúng ta kiểm tra vết thương. Cũng có thể xem ai đúng ai sai. Ông cởi bỏ áo phần thân trên của Hách Chấn Tương ra, chỉ vào trường ấn xanh trên vai nói, đây là Tu La Thần Công của quý phái, quả nhiên lực lớn vô cùng, đả thương người tận vào xương tủy. Linh Chân cười lạnh nói, biết lợi hại thì tốt. Thanh Y Tú Sĩ khẽ mỉm cười, duỗi tay chỉ vào Linh Định, nói, thỉnh sư huynh giúp một chút, cởi quần áo của Linh Định đại sư nhìn một cái. Linh Chân hừ một tiếng, đưa tay cởi áo tăng bào của Linh Định, thoáng chốc thấy một vết bầm đen ở giữa ngực Linh Định, vết máu bầm không lớn hơn ngón tay cái nhưng lan sang hai bên, từ giữa kéo dài ra phía ngoài, tờ máu gắn đầy ngực, trông cực kỳ quỷ dị. Mọi người xem bất kể địch ta, đều thầm kêu lên. Thanh Y Tú Sĩ khẽ mỉm cười nói, vết thương này có phải là do ám khí gây ra hay không? Chúng ta đều là người luyện võ, hẳn đều có thể nhìn rõ. Linh Chân sắc mặt run rẩy, Thiếu Lâm trên dưới im lặng, mới biết đạo lý thắng bại của trận này. Vừa rồi Hách Chấn Tương và Linh Định ra quyền, đánh trúng điểm yếu của nhau, xét về sức mạnh quyền đạo mà nói, Long Quyền cùng Tu La Thần Công sàn sàn như nhau, khó phân thắng bại. Nhưng khi Hách Chấn Tương bị trúng trường vội vàng nhảy lùi lại, thừa cơ dỡ bỏ sức lực của đối phương, 10 thành trường lực chỉ chịu 7 thành, bị thương nhẹ, trúng trường không vào chỗ yếu hại, nhưng Linh Định sau khi vận sử Tu La Thần Công, chỉ biết hung ác dễ giết, thần trí đã mất, không biết đạo lý thoái nhượng, lấy lực mạnh mẽ của ngực đối phó với lực đạo cương mãnh của Long Quyền. Long Quyền lấy ngón giữa sử lực, chỗ phát lực chỉ bằng đầu ngón tay, lực đạo rót vào tạng phủ, vùng bị thương bị dập nát thành từng mảnh. Linh Định dù cho nội lực lợi hại, lại có ngoại môn ngạnh công hộ thể, nhưng 10 thành quyền lực này phá vỡ vào trong cơ thể, tuyệt đối không chuông vàng nào có thể chặn lại, ngực nhất thời bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Hách Chấn Tương cố gắng đứng dậy, hắn choáng váng lo lắng không biết thắng bại, hỏi Linh Trí, hộc máu nói, Phương trượng, ngươi còn muốn ta đánh không? Linh Trí thở dài, chắp tay nói, thí chủ võ công cao cường, Thiếu Lâm trên dưới đồng cảm bội phục. Hách Chấn Tương cười khổ, trong miệng thẳng tắp phun ra máu tươi, ngã ngửa ra sau ngay lập tức, ngất đi. Trận chiến này song phương sinh tử, lưỡng bại câu thương, thấy rằng Linh Định thậm chí còn dùng tới chiêu thức cấm truyền, lại không thể đánh lui cường địch, vô luận như thế nào, trận này tỉ thí đều tính Thiếu Lâm thua. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.